thì chẳng chừng to vì ngày muốn lấy dân riêng tôi nâng đo ví dụ thế này chẳng ví dụ như dân trâu riêng cho mà bậc cao chia lại cái này master pay gọi thì mới làm sao dân design chứ em cho đọc chứng minh máu nóng lý vì miền ở chọc nóng nè chứ nóng ở đợt bờ sách nóng đợt bờ sách vì miền ở biệt thao ví dụ chứ những ai mơ nóng khá khá tớ ví dụ nóng sẽ kê cà bà với mệt chứ ví dụ nóng kể tôn ngày chìm ở đọc chứng minh tế để kì bà chứ nè chứ thông ra những ai bà với chỉ mỗi năng chỉ mở hai anh ấy kê bỏ chia vào rồi bỏ máu nhưng sinh nhà đấy mình này tha không là rồi với direct tiêu viên nó cứ không bị hai được xin cái ban được xây cốt rep bia rồi giải cứ mà năng PHP echo echo nhưng ai pra echo nên bắt tay nhưng không bị dụ nó nhưng ai pra năng đây nhưng ai chuẩn nó đại pra sinh nhà này bật vào nghiệp PP đó nên tới tuy nhiên ai echo à vậy dân trong đi vào bộ lần nào ấy chúng ta hơn mấy cái các ví dụ mua chứng cái team hay chứng cái miền vào bộ mỗi này này nó bị bỏ quỳ ráo dân màu này chứng bị bỏ ráo cái ai dân thì thân chia ví dụ máu chứng về chúng ví dụ vậy chúng ví dụ vậy dân đi kiểu thì hơn đặt cái team lão dân tách tam kê sẽ chứ không là resource ví dụ nông lý do ví dụ như một cái file muối chúng ta hai cái kitchen dot blend chấm chúng ví dụ chúng ta đặt dot blend dot php extension for we ok chấm giờ bắt kết chan đấy giờ copy thêm ở đây làm đó nhưng mà thế chấm giờ phải cho ví dụ vậy chấm giờ chúng ta một cái rau muối nông lý cái một cái rau muối chấm nông rau giống đâu nè chấm rau giống chấm để xa tôi được nông nông kế nông ráo về chúng ta sẽ tạm dựa về chứng nhưng một cái ráo một tiết khi được nặng ghét cái thing mẹ chẳng ấy để được sẽ có từ bỏ đi đấy nhưng sẽ lòng kết chẳng cái thing chẳng là chung mua mình đang có khó đá nhưng rename mới trâu chúng cộng những cho ta rename chúng những rename ta chúng mua lớn đi bàn ấy dot blend dot php này dương mạch bắt bỏ là sao nữa thì sân sân có việc thế chúng dương mạch pra controller thế chúng bị pra controller dương ai pra tam lớn đi và dương trong pra controller chúng à nó chia khỏi bài của việc dương chia rồi dương ai đặt chúng mua controller dương hai chúng mua phần method của controller nữa ta dương ta import controller nữa lớn sân nó mình pra bán và dương pra controller và dân ở đây import thì dân ai call the right time check nó ban được cái này nè thì call cái này đấy chương trình thiên nhưng mà try controller nhưng try thì anonymous function đó nè function thực tế nhá chương dân return tổng khan dân trong ban chương trong ai reload ví dụ mình nhá dân trâu return chia ví dụ mình nặng và dân return chia thích thẩm đá chân thích và ta và dân trong return chia ví dụ như nặng ví dụ mua ví dụ nó chung kê nè mua ví dụ resource ví dụ creating anh ấy sẽ chơi hàng nhóm website nhóm ban install extension pack mình đang là nhóm hàng muốn nhớ Laravel extension pack á dân sơ cho không extension tớ miền này dân sơ cả Laravel các bạn này không biết tớ vì vì miền chung mua extension mua chung mua tha ná mình đang tớ nó lơ nên mình đang nè Laravel extension page chẳng như vì mình tặng ngọt nhưng anh ta làm khi mùi tớ vì mình tặng ngọt extension này dường chẳng vì dân vài tớ vì mình hãy dường mạng và thấy dân install có bán này chẳng khác là dân trang của này chẳng vì dù dân chung kế clip thì sorry cho sự lòng chẳng clip thì chẳng vì dân ai bỏ đặt ta tam để dân rau nó có bán nó cực kinh vì dù rồi xa vì dù dân miền và rồi bỏ mới nèm nèm chẳng á chứng dân ai bỏ nèm nâng gọi bán nó ai bỏ chứng đặt bà mẹ tơ tí tí và tỏa bị chung mua vừa dù chứng bà mẹ tơ tí tí nông ní đời sao em install extension khăn lời chứng vì chân ở dân mơ nè vì dù nâng vì bà mẹ tơ tí mua chung mua vừa dù bà mẹ tơ tí tí đẹp ta mình bà mẹ tơ tí bây mới đẹp ta để chứng bà mẹ tơ tí tí đẹp ta nâng dân khơi xì nhà đi xì nhà kia nâng khi bật bạc nâng
xung quanh hà nắng chia rẽ thì sáng nắng chia rẽ xung quanh hà với chia rẽ chứ những ai đặt chia rẽ hai máu cho rẽ những ai ra rẽ với các bạn ra rẽ với các bạn bây giờ thì sẽ cắt dương ở trong ra chân các bạn ấy ai đặt chia niệm trái các bạn này sao nhưng ra chia rẽ nhé chân tìm mũi cứ khi khi vừa rẻ thì biết cứ tầm lại chân này xa ta ba rồi bỏ chúng thành nèm chân những trâu ta đặt khí cứ đặt chúng họ đôi ba rồi bỏ dưới nè chân đặt than nèm chân cá ra khi ở đấy cứ dương ra nèm chân nó à sang vào là dù khi ở đấy nhưng ta sẽ nhà prui nhà prui chân thì nhà má không chuyển hay tầm lại nó chia string gì ấy rồi chia data cho ra đấy ai đặt không đúng bạn theo chung cái mũi nè một tròn nữa một tròn nữa đây chân nam nó chia rẻ chia chỉ khi rẻ tròn nó chia value phát khi nè tập bơi để bỏ tàu ví dụ cho chân tớ nam nó cắt chia vào bỏ mũi ấy nong nong kết thúc này chung nam này là dân xả mất chỗ không được học chứ ngày muốn nhung ban riêng thì tôi nè và cắt vừa chiều hoa chứ nè chân là và ép đặt test là lỗi đặt đặt test sinh máu đá nè là tình nó hello chồng rồi nè à lâu giờ mà mở file mới ta vi render à ví dụ nè trong đoạn tiết nam nó bây giờ đặt khi thì hơi dùng tô khi nên được khi KFC nhé na khi Samsung nha parabol nam mình nó bị lên score lại chúng ta score lại nhé bỏ đồng lại pi controller cái đó pi rau này cái đó tao ví dụ cứ khi phải ra tìm mùi nắng cứ chia vào rồi bỏ nó về tao ví dụ vậy chia vào rồi bỏ mùi để store đồng lại pi ni tờ chẳng nèm này cái hao khi phải phải viết nữa nè cái này chia vào ví dụ phải vào rồi bỏ nè cái khác vào vào ví dụ nếu ai store chia vào rồi bỏ các bạn này thì hôm nay em không nên store chia vào rồi bỏ nó nhé cái nhà một cái vào rồi bỏ mới chúng ta nèm mà cái con chân tay khi em start tôi không phụ ấy bị khai dương tin vì tập bài thì anh mới dương tàu start việc thằng vào bỏ sẵn mà dương bỏ tàu ví dụ chẳng á chẳng dương dương bỏ từ đây các bạn đây lại vì vì mình lại khăn tra chân tới dương bỏ từ đây tới vì cổ dương từ xây một mà chẳng ai start chẳng các bạn đấy chẳng như kia không chấm anh em này mình chỉ vào bỏ từ đó này khi này mình chỉ vào bỏ xem rap ví dụ bao nhiêu chúng phần năng chúng em folder mới miền folder không là rồi nó miền folder mới chúng ta storage storage chúng tôi làm rap store asset store ấy bây giờ nó cho những anh mới storage để tôi nâng app để tôi nâng framework view này miền tràn shop nhưng rồi view mới đây nè ví dụ này anh ấy chia file để việc compile rồi chứ nó phải là dùng refresh mình nắng vì riêng tập bốn request tập bốn riêng tăng á anh ấy file để compile rồi nó là vậy là dùng từ xem nông ví dụ mình nắng vì compile nó ban phần nắng nè thì tăng là vì compile mình nắng để creating dot play dot php mình nắng cho nhóm ai mới behind the scene tha xin nhà mới nè vì mình đây tham mạch chúng tôi behind the scene này bị tranh nhận PHP echo tại dương ở trong bài tập C PHP echo anh nhìn nhảy dương pra ta direct ha direct chiêu vào việc dương tới cứ việc compile nó ở dưới này chẳng nó compile làm đó mà bị cứ cài tới việc đào lươn này chứ nó bây đã tới chia production cái miền là những ai pra command PHP execution compile là pha làm đó nên làm đó chúng nó bây đã user thì phải máu việc ở bài ha việc lươn là sao vì mình khai nông năng này ta vậy là những develop những prao chứ để sao vì sử dụng vì lớn những ở trong bạch bạch take PHP bạch take PHP hay là xe thì cái này cái bạch take bạch take vì vì nhẹ nhàng chả nhớ nè cho nó nhân trong còn ở trong vòng hai ha nó quay lại vì chân nhân trong vì hai để xin cái vì mới là bây giờ mua on to to được một tiết cho nên tại tôi đang ví dụ ở lâu ngày nãy nhom phiền tại tôi đang ví dụ mua tiết thì tại tôi đang à blade Black template hay bởi vì làm PK và các template được luôn ấy
Tại nguồn năng mới ai mơ không ví dụ tích tích mình miên là đại đại thiêu chả này cái hào đại đại thiêu thì nhóm bạn dễ dàng là chẳng là sẽ thích đại đại thiêu mới thả ví dụ này cứ store tục nông folder mùi folder thì họ không store tục nông folder admin mà ta mắm phản vô chúng ta profile.blade.php và dùng trong hào nữa dùng ai pra sử nhạc đọt chẳng này bỏ data dùng vi store chỉ vào bỏ hàng lơ chỉ ở đây dàng là chẳng là nó cái hào thả directory mà đại đại thiêu sorry nên install trong admin slash profile.blade.php chứ nó bây giờ bật cát folder đứng bên này thay trong group file đứng ở đâu tập mua dùng một khiếp mà dùng cho loan khai cáo ấy chứ nhưng trong là save file đứng tam folder này mua cho bạn bỏ chứ nữa chứ đôi nhung ban vậy khang muốn chứ bao nhung bật cát folder cứ nhung bật cát tam trong controller bao nhung chứ nữa cho nên thì họ có cái này, admin controller dẫn tới cái bật cát admin là method muốn chúng ta profile cái bật cát ví dụ nó profile dẫn tới cho nó dân ai prai xin xin để tôi nâng ví dụ đi ví dụ phơ nó cứ là cái nạp chi này thế sorry cái check ví dụ nâng miền ở chứ nghe na chứ bỏ miền miền default phổ biến chứ thì họ kia cho bạn là admin store tổng nào đây chứ cái ai là không có store mới được có admin được có admin chứ cả chứ bỏ tìm mua admin rồi thì pi rồi nhưng anh check check các bạn nó ví dụ exist làm bài của mình phải chọn dương và có thể dương phải dương miễn là dương bắt đầu luyện đi mình đang chứng dương bắt đầu mình đứng cho nhưng trong nhưng trong ngày mưa thì tôi nâng được siêu nắng là cái pra mày à chỉ là này việc mình thấy dương dương cho tôi can blade tam đó blade thêm blade phải dương thì sao không nâng blade nó có ví dụ đấy được như thế đó tôi dùng mới đọc xong mình dần anh ấy tiếp tục năng item identity encoding score năng ấy cụ thể ho nhom name này trong name năng nhom bỏ chi lại cái này item ở tàu á chắc mình này tha item ở mình này tha h1 chẳng na bật h1 với nữa thì ho còn không phải bỏ năng ví dụ năng tàu vì ở trên render năng lượng browser thì tìm mối security chứ nó thì hơi cái đặt script đã ấy không năng tới về run năng tới vì mình trên màu lớn ấy bình năng chứ nó tồn tại bởi vì nếu như ai to save ở vì run là năng của bạn đấy cái hạt tại team ở entity encoding chứ vì hai từ xin là h1 năng vì ở trên sinh nhà h1 vì trên chỉ team ở entity encoding là người sao không lấy dân nè lấy nhưng mà ta hơi mới nè thấy hello sinh nhà nó dân mơ đang ngày tạm bất vì convert là h1 mình nói với chia html entity chấm browser score này còn ở render mà h1 chẳng còn ta dân ai browser ban ở vì render ban đây dân browser sinh nhà ưu tiên kinh đồng vậy trong ở vì render là hiện đang trên màu đá h1 trên màu đá chứ nó không ví dụ phải dân còn là lỡ này à môi miệng là môi ở đó nè thì nhà đầu tiên bị đo nhận nó phòng kháng thế là vai đại dân sẽ thêm ở viên đường render là browser vậy khởi hành đi giờ để sai thêm ở chia block code chia block à thêm ở block chẳng via bị chua tại chẳng là lớn bị render trên màu thế chẳng là nó cao pra nên tiêu hao bởi dân thôi chia cái hao tha thôi chia đi block thôi ấy dân mình từ xe đặt headphone rồi có đặt lý đại chẳng á bởi dân pra khang lơ ní cứ à lý ấy bởi dân mà nó chênh màu đi chẳng website khác hay thơ chứ cả blog cả thơ vì trò ca đặt cửa lơ so đặt phone so đại chân tờ bởi dân pra khang lơ nâng nâng mình này khá vì ở chênh màu thế ta bởi dân pra khang cao ní mà vì render à tiện tôn người thì mới là pra sơ vậy chẳng nếu cái pra dùng mỗi trò và ship framework cái pra sinh nhà admin mục đôi ví dụ đôi react chẳng vì mình tùy ví dụ chơi ai vì mình sinh nhà nâng đại chẳng hạn á chẳng hạn bây mọi công thế đi đặt sinh nhà hai tỷ mục lấy khỏi dân mơ lên chẳng đấy thế để tôi nâng chê xong chẳng hạn á nên mình nâng chẳng hạn mơ lên lên mùi tự ta lỡ vì chẳng hạn chẳng chẳng phê chụp đạp đá dân mơ đạp đá chẳng hạn lỡ thì tôi nâng blade thêm blade là sao vơ sân bơ láng vì mình thamay viết hạ không phụ nấn và ta nhưng mà to nâng thế chẳng mà chẳng phê cá thì tôi nâng bậc cao đấy dân tạo nâng
và ta nói dân tiện tôn là năng biên lệ áo dần biên lệ áo nó miên pì pra không phần nấn mấy anh năng pra iteration là tiện tôn năng lệ thôi dân ok lâu mơ cho bác anh năng chia chúng nói xung khăn mỗi đài phía trán dân tra ca năng pra hay không lấy những pra dân mũi bootstrap chẳng hạn dân bậc cao được lâu này chẳng lệ áo using template inheritance nó cứ dùng ở pra component để component viết một số mang chức năng tích hợp dùng cao toàn chẳng lấy con là chia make up HTML dân thông mà đà hãy đấy bạn dùng pra master page để xa ta tệ tôn năng HTML dân đăng hẳn lấy vi tay đầm yên xong group page này ta bây dùng ở pra năng bậc cao tại mùi dùng pra bán group page đó dùng mà chăm được xe năng đàn đàn hãy cốt dùng ở tràn điện lâu không lấy vi bậc cao tại dùng một tay nhưng mà pra vi tế dùng pra bootstrap nhưng get bootstrap mà nhưng chưa được căn download mình gọi anh starter mỗi ở intro gọi là introduction cho nick how to starter template for bootstrap giống như pra CDN cứ pra bị cloud mà nhưng mà chăm download mà dùng to này chứ nhưng copy nó nhưng tôi bật cả chia master page mỗi xem rap project thôi nó nhưng bật chào rồi ok chẳng một cái master page chỉ ví dụ vậy chẳng ví dụ dân tao để sao tao không resort ví dụ nhưng tao không không lấy áo nữa chẳng dùng mouse đám nhú nhưng ai đã chung một thằng để master dân tao dot blade dot php mới làm kia cho mũi à em này nhưng page team ở bị bootstrap chỗ ok chẳng không muốn còn lại hello world và bootstrap thì hãy create thêm những trang pra master page năng lấy dương ở trăm đặt sẽ thì mở lên cái lấy như mai mạch phân lục bị trao đấy tham môn năng dương pra pra năng dương trâu bậc ca hai vi score thân thầy dương ca pra pra viết cái lại nát master page lại nát chỉ content là dương trong từ sẽ chỗ chắc mình miễn khi mình miễn direct chiêu khác là bây dương pra pra năng ca bậc ca master page nữa lấy dương mơ đọc cho mình sẵn trong khi nóng lấy mình miễn tìm mỗi miễn app name title score title team ở đấy title team ở tập yên phục ca viết vì tranh hàng lớn nhé hàng lớn nặng nó lấy default chứng anh phục ca deal deal này cái chia directory mỗi đại dương bây giờ là xem ra pra chia là cái master page đấy chứng chứng anh đặt ha lấy nhưng phục ca nó lấy title mấy chứng anh đặt deal mua dân đất deal hai deal đi chứng keyword ở hiện năng cái title. Chừng anh đặt default vào dù bạn. Mình nói tha bởi dương ở ta ở năng thế vì năng chỉnh default vào trong title dương Laravel app. Chừng á. Chừng này dương ai bật cái section section vào dương section tiếp trong năng. Trong này cái đặt tha section sidebar, trong vào dương trong trai chia sidebar vậy anh ai trả năng mà tay nhưng mà trả nó nhưng trả một tiếp. Yield content content nó cứ main content của dân thầm đó nhưng mà h1 nhưng mà pra đấy nhưng lục cháo nhưng mà cắt điều muối class bootstrap muối chúng ta container container nó bị rep trong cả đào dân nhé nè nhưng mà cắt điều muối tiết đấy chia main content của dân đã ấy các bạn này ở dân đã content tôi tới cái đã content nó default vào viên đi thì dân đặt chung hội xe các bạn này tăng mình này ha dân nào dân nào xem phần năng này tại dân trong ban này chứ dân ai bật cắt keyword gì là năng mình chứ mình này ha master dân mà bật cắt hai ấy chứ dân tao dù về một prize thôi mày chứ nó không nông cái thing đi hiện tại đấy việc mình phát đôi tại dân ở trong extension dân ai mơ không nông software gì phần năng dân ở trong how master page một prize chúng ta biết how chúng ta add extension token view for master page này view nó install tục không này cái layout dot master đấy thằng phần nó giờ toàn pra pra ba đấy nhưng anh đặt title của ba này add section mua keyword pho dân này dân ban một cái này và mất đồng lại dân trong đa này thì họ nè
main content của dương main content của dương dương ai pra section được này add section content phần tay đời xa ta main section dương nâng dương pra team ở đó pra ai chọn dương ai pra mà lại để thăng lên đi chứ dương ai thế mà intern mà khang khang khám ấy ấn section thế mà thá dương content ấy xem xét chúng ta bỏ cho được nông nặng ở đây dương ta cải thêm ở bỏ đi sai viên viên khang nó hại nhưng format via zoom mới tăng dương tớ refresh này xanh mà này cho cột tranh màu bootstrap bây giờ này chẳng dương refresh lớn này một tiết chẳng vì tranh màu trong page bootstrap thì chúng ta ai mời chính những ai mơ tìm mũi thay thò trao kết thình bây giờ mà đã thay thò dân comment thay thò đằng cháu chúng ta default này kể chúng ai đặt default ban cái default bây giờ cái là vợ lẹp chúng ai cầm nít máu hello nhóm cho tập căn bootstrap nhóm cho tập căn component trong đơn thạc tay via đạo nhưng do tại tôi nâng nêu navigation 3 mũi nêu 3 hàng lớn đó copy video máu nhưng ai ở nhóm page trong mũi master page design page navigation 3 vì miền sông group page này đấy chứ bởi dân page trong mũi khẳng thân vì ở trâu ấy nhưng đặt điều trao với dân tất page chủ format vía nhưng mà là refresh máu nhưng navigation 3 vậy nhé tại sao bởi dân trong này video chúng mua container dân lúc container flow đi chào lấy lúc đã bắn này mất vì run trầm năng này chúng nó bootstrap nó bị miền color nào để xem ba miền po này chưa được thì miền po đó chúng dùng po không éo dùng số mà copy đã này mất tức là nó cái how component si framework copy pack hoặc trăm bị ba thế cho bây giờ dân trao ca là vấn đề chúng lúc này chắc là sao bị con cái này đấy trên màu giờ này là con ta dân con là để xa nếu bán nó chia một file một chút mà là vừa dân bạc master pay mod file cho nó đang tâu lại nè nếu ba tâu lại nè thì họ dân viên là sai ba content space tam tiết như nhau mà chứ những ai bật cả nhưng bật cả mỗi nó không lại ao mỗi đặt underscore nail và dot blade dot php nhưng pra underscore mình cũng được sao file nó cứ include đâu file save mới tiết làm bài pra chứ nhưng pra underscore làm bài gì xui dương cho mọi người trở lòng rồi đấy chẳng dương hạt nail ba mình đang máu hạt biết là đặt nó không nail ba gì hay dân hai viên mà prang mày nó không nó viên mình direct direct chiêu được nhớ dân ai prang add include direct report à file là dân include năng dân không layout dot dễ hàng score nail bar chẳng á đó nó ai prang slash các bạn dot các bạn này ta chỉ tôi tới cái prang dot số mới nhá trên đá là button này nhưng prang dot sale trên đá chúng cái hậu bao content dân content container nó là cái hậu nhằm chạy speed section một chút được không là Laravel là để dân khơi những cái chạy section một chút size ba nhé cái hậu nhằm trả size ba nó kết nhằm trong chạy section tại sao đấy chỉ các nông bootstrap thế và dân chúng nói như ngay từ mới bootstrap đó dân cả vừa lấy áo tuổi nhé nhưng nhằm trả rốn là bây dân chạy section nhưng nhằm trả điều mũi tại sao không bootstrap nó không cho là năng lý là nó chỉ kiểm ở là dân nó dân ai chỉ xe xuống này các bạn đây và dân ở trong pra bootstrap call âm tí chúng mình vô à main section chúng mình vô à thông thì cháu cùng vậy chúng đặt main section thế này đi chúng lòng với thằng ông miên đọc kỳ chúng dân thơ mới ở bộ ban đọc kỳ mán buồn cái nhóm đặt sorry
trích khó khi nhưng cảm ơn nó không à phơi dương mình mở anh ấy chia khăn khăn à phơi dương lớn dương đặt bài cao nằm bài dương như dù mới nè chứ không đặt bài cao nhưng ai ra ghế không nóng mì miền không nóng à bút xe miền bì chí primary bg info nâng chiếc khá bỏ bootstrap ấy thế nhưng ta chỉ kia dương nghe chẳng bây dương anh chị response tập quay là vì đó device mà vì thật chỉ kia dương mà chăm một bài chẳng nâng dương ai mơ tập bootstrap đó hay nhóm xung bạc thạc bootstrap nó nhóm mà chăm khá hay khá hay thế vì sao vì chỉ không phần nữa nhóm trong bàn ấy nhóm chạy chỗ viên máu xung khăn nhưng score thằng này dương ra từ ấy xung khăn nhóm trong bàn viên mũi nhóm chỗ viên hai nhóm copy vô máy em coi là replace code thì tôi hỏi chẳng hạn thì họ để tôi làm khan ngay lý sẽ chẳng nhưng copy vô máy đã không browser chẳng ta bật qua ok chẳng là sai ba đấy còn đá và ta sai ba nó dương chung hỏi sai ba nó không nghĩ là ban hao viên một con hạt đấy ban viên miền nông nghiệp thính nhưng mà miền lại na khi vừa đã đặt sai ba chẳng hạn thì họ bây giờ trong ban sai ba chẳng như ai đặt section dễ phải ba chứ à thì có phải vài khó nhưng mà refresh nó override trước này thay dân ai dân cọc dân có ai pra section này các bạn đấy ta bây giờ ở trong pra đấy anh đặt đa pra yield các bạn đấy còn tại nông cạn này cứ chẳng ai override năng bàn đưa chứ default mùi chẳng vào việc chẳng nè ta nó vô háo của việc chẳng vào đây mà ta dễ đất là dân háo mình chẳng nào chứ không không lấy có cái prap bị phơi dân này chứ không lấy cái extend bia một prap hay một prap extend bia cái đặt không lấy cái chà này extend bia một prap hay năng thì mới cứ thay thoa vào dân chẳng thì bia cứ xài ba nè parent này mình thấy prao tăng là parent một việc và ta bây giờ trong override với dân mà đặt parent này hề chấm bia bia ở khnông này khnông này vì bắt override đấy bây giờ đặt parent nè nhưng ai tay có bán nó khnông child pay này nắng bây giờ trong prao với dân ai bật cá cháu đặt int string nhân tốt nó gọi việc như này thực tế nhé mà ta bây giờ ai đặt thả parent còn thân xem gì đấy chúng mình refresh tới vì trên năng before folder hoặc viết năng time chẳng hạn chứ ở đây main còn thân bao giờ đôi mình đang dùng bàn lớn để tôi năng còn thân before còn thân nắng dễ để dùng đặt ở title muốn nắng thế để tôi năng cao para form mà chạm về đó form để tôi dùng prep này cứ cao para form mình main là direct chiếu để tôi năng này chứ cứ tập tôn viên năng bậc cao thuộc căn file bớt đừng quên cầm ở đó cross site request mình ha cái submit form pi website xây gọi pi email cho website dễ viết đâu check mơ năng sân thì miền đôi khi ở bảo đôi khi thấy việc đó chủ chứ nè thì miền sao tập tôn năng validation ấy vì miền direct chiếu năng view đại đã về đó năng đang bật thêm ở đây nhóm trong bật thêm là mục tiết cứ lại start mình nè start nó cứ prao cứ useful bên trên nó phải dùng chữ C JavaScript bên trái dùng tại sao dùng prao cho mỗi master page về khác JavaScript khác dùng bậc cao dùng chữ C tại page chiến lược nam mua dùng trong chữ C bởi dùng tao chữ C JavaScript nó không master page viên đừng load group page đúng không tại con trao chữ page nhưng mà prao rồi bậc cao bởi dùng trong tao chữ C tại page nam mua chứ dùng ai prao stack này bán chứ nó thì ho nhưng master page nhưng mà nhưng mà script mình xây nó crown thì tôi script mình xây nó crown nhớ nè chứ nhưng mà ra cái add stack a ck thì mùi máu mình đã thả script nó cứ dương xem rap xây java script nhưng ai mình phải xây java script nhưng ai thử xây a tick của bạn này thôi nhưng trong thử xây java script nhưng mà hai bạn đang mở xe không lấy cả bán được coi bỏ tế dân
chưa sắc cố đó admin năng lâu cho mũi cho nhưng trong thực tế cho bác sĩ nó nhắc mà hao vì máu cứ dương hao stack được kia cho hay dương hao push push dương đặt khi vừa nâng chung môi kê dương bật stack vì muốn mà cứ script hay dương trâu bật cho mình anh này dễ anh push con trái dương đứng bây giờ trong thực tế cho bác sĩ bên trong ba cái kê skip page nhưng ba skip page bật skip page mình chứ là sao ba skip diễn đàn đã dân được xe mua chó nữa lớn đi chào nhưng mà sao chơi xe cho skip tay này nhưng refresh máy nhưng mà mở skip càng cá mình khơi miền này cái nhé chân không khác này dân được xe nè cái đời nhưng mà cắt nó nè cái đời vì nó cầm nó lâu đại dân một cắt nó lơ cái đời nhưng nó cầm lâu tại sao ấy vì một cái người dân vì tại sao là keyword để dân mặc trong master page này dân đã start với nó nè khi nào là ngày nhóm control rất mặc cao với nhưng mà nó không phải chạy sai nè lơ trên màu hello nói chẳng là skip dân ta lại chẳng phải khó dân ai include gì ấy được có ấy được khăn lơ của bạn này bây giờ trong vô là được khăn lơ nhưng kia nhà đi được khăn lơ mà nè thì vô vô khăn lơ bạn ai chỉ thu tấu cho vào skip dương từ xe hàng khám tấu bị lỗi chưa nó phải là load file là ấy dân load skip thằng khảo dưỡng nè đào được như thế khi nhà bị load trên hello vừa hai và trên 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 style như thế nhé từ tê ra chấm click mắt bàn chân các bạn là phải cho nhom nhom đã năng được hàng khảo mà chấm khóc như thế bây giờ đại là để tìm reflection đóng tiền thế nhé chấm vì trên style hai bạn trên hello vừa là lớn nào đấy chúng là skip dương phi lỗi đặt hàng cam rồi thế bật skip phát đi không đi quay đặt hàng lớn như đặt hàng lớn chúng là nick con là berserk con là berserk ca bằng ca master page hay năng hao về một brand này đầu tiên hơn nhưng bằng ca video mới tiết đặt clip cái thứ thú nè dot blade dot php nhưng mà extend là master page hàng lớn một brand này add nếu có là creating tool nhưng đặt trong folder mới à nhưng mà cái folder mới chúng ta creating nhưng mua về chỗ mua trong creating tool nó cứ nó không creating slash creating tool dot let up php trong cái how master page như how mày hay để tên hay cái mình directory po master page này trong mình directory po master page này chỉ tụ tao dân mình nấu không tụ đặt tới không mũi dân ngặt kết tụ đặt tới chẳng đây không ví dụ nó cứ kết rút tụ đặt tới pi pi không là resort ni máu ví dụ nó cứ chưa rút tụ đặt tới pho ví dụ vậy chẳng bây dân hao ví dụ anh muốn cứ kết pi rút nó màu ở bên ha thì họ xong xong mà đáp back tụ đặt tới dân check đi rồi là nó back một cái rồi đó anh ấy dân ngặt ra như thế cứ kết pi rút như thế lấy áo dân ai control cái bạn dân chọn cái bạn lấy áo dot như thế master ở mình check đi hai ở mình là check check hai slide nè ở thế cứ view ấy cái đó nhưng mà cái nó coi dương include trong này cái đó cứ kết bị root màu tụi bây giờ nó folder bị bay tăng cái đó rồi đấy nhưng mà thế section content nhưng đặt trong đầm đầm đó ấn section cái này thà h1 nè thêm thu gì đó thêm nhóm cho là web thêm ai pra cắt hoặc cắt khi cắt hay sơ vô biện nâng các bạn đi control p control p trong máu biết thằng lô là nâng ở dân hay dân trong bàn file là dân có một file này sơ vô mong được nhóm pra nâng cứ sọt khá xù còn ý khi đã thao web đó php nâng phụ đơ rào bởi dân ở trong trong thế dân tao sẽ tao là cái rào web các bậc phụ đơ dân được không ai không ai bị bày toàn thế dân tàu ba này ba người ta vì khác về rồi đấy chẳng cả ba sót khác khi không vì vì sử dụng code làm bây tàu à direction tàu location này mới ai control p mà các bậc dân trong là sai command nó không nói nhưng trước nhà ấy nhà thông trường command được có sơ chức không nói nhưng ai ra nhà không nói nữa chẳng đấy có những tập can này dễ web web.php giống nó anh thêm á
hay nhưng mà cả rau một tiết sorry get splitting thua này thì là nếu mà function được clear nhưng mà return ví dụ vẫn không nói gì creating dot gì dot creating thua này thì mà không tới đây tới ngay sinh nhật dot bởi vì ở trong class sinh nhật dot trong class sinh nhật check của bạn này vì ở bài hai thì score được clear tại vì thì chẳng chạy đại pra sinh nhật được nhà slash này đây không ra đọc chẳng nhận được tay mắt cái chính thủ chẳng được bốn phơ bốn chẳng về chẳng tăng được sao về thì khỏe hay là một cả khả chứng chẳng chẳng mau cái chính thủ hay lay out tại mùi thế nếu bán tại mùi tại mùi thì chứ là nó cứ cao một cái lay out thì chẳng dân một bơ rau giống như viên rau mua chúng ta hôn rồi đấy chương ai extend là home nó mà cloud master bây giờ của anh này là cái home home thì sao vì shop login chương dân ai là cho home controller mà đó nhưng mà control p các bạn là home controller chương dân sao đấy vì shop check authentication nhưng lúc mà đi chào chương review return ví dụ tôi can home ví dụ với ai bài thả ai cái không đọc lên các bạn đã bây giờ là sọt khắc khi luôn nhớ này nhưng con là đồ ấy này đồ ấy trên master hồi dương mình nó master page chân này dương mặt ra thế nhưng mà chào thì hồi trên là cái thằng dashboard của nó này chân là home mình đang vĩnh chúng mình tránh dashboard này giờ trong chuyên gia mình nói là dashboard nó về miền là cái design khá khá chứ nè nè hạt vì miền là nơi đây là ao giống là trâu cả này thế này nhưng mà cái là ao giống cả nó giống về giống cả đi tại thực ra là khăn mình thích cái môi năng application của giống là về là giống cả master page đừng thấy ai đi dùng đài này bán mà chẳng bật cả bị bậy á chúng mình tránh nào chứ những ai extend là nó mà pra nó dùng pra cho mỗi controller cái đặc biệt extend tôi thật như thế mỗi dùng how directly pi ráo ai dùng how pi controller chứ tôi thật như extend được như vậy ví dụ được cho mỗi vậy